Ok, tới nhà khách rồi. Dạ. Yeah. Dạ được, ok anh. Dạ thoải mái rồi. Bơm ở đây 250W. Một cái lò mặt trời 150 ống. À 15 lít. 150 lít 15 ống. Chuyển lên đường này. Đi nhờ. Dạ. Bình ôn mình phải gỡ cái thùng xé thùng ra mới đưa lên đây được. Cái chỗ cái bồn sân á, nhà ở đây là xài nước trực tiếp từ thủy cục đi vào luôn. Cái bồn sân chứa nước là chỉ để cho năng lượng mặt trời thôi. Rồi giờ chỉ còn một ít, còn cái ống phải tin lên nữa là được, là xong, là chuyển đồ xong, đúng không anh? Rồi chuyển lên hết rồi rồi này. Để bộ này sẽ là 15 ống này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, tức là sẽ là 150 lít. Rồi ống thì chân đây, ống thủy tinh thì 15 ống ở đây. Giờ sẽ lắp lên mấy cái này này, cái sắt. Xíu nữa anh sẽ đi mua hai cái ve để mình lót ngang mới đặt được dàn chân nha. Rồi sẵn cái bồn này thì là bồn để sẵn để mà cung cấp cho năng lượng mặt trời thôi, không có xài nhà, không có xài, đúng không? Năng lượng mặt trời ống ốc chờ thì chờ đến đó sẵn rồi. Đó, ở dưới thằng An là nó có ông chờ rồi, nó ông một xinh xinh đó. Quá đơn giản đúng không? Xin ca nước bự bự á. Bây giờ mình sẽ tháo dàn chân ra thôi. Rồi gắn xong rồi ha. Ở đây thì 15 ống này. Cái đường cấp vào sẽ là bên này. Mình sẽ đi ống PPR hết luôn. Tới đây, tới ngay bồn luôn. Tại vì bồn này chỉ cấp cho năng lượng mặt trời thôi. Đường nước xuống nhà thì sẽ là đường này. Nó sẽ cái đường xuống nhà nó sẽ không nằm cao quá, cũng không nằm thấp quá. Nó sẽ nằm ở cỡ dàng dàng như vậy. Bên kia là ống hơi thì nó sẽ cao lên trên, nhưng ống xuống nhà nó sẽ ra đây. Nói chung là nước năng lượng mặt trời thì cứ cấp vào dưới ra ở trên, tại vì nước nóng nó nhẹ hơn nước lạnh nhau, cho nên cứ nước lạnh vào là dưới nóng ở trên ra ở trên nha. Rồi ok rồi anh em ạ, cấp vào cấp ra, ống xuống thì bên này cái khóa tổng thì mình sẽ để phía dưới nha, phía dưới chỗ này nè, ở dưới đó để có gì khóa cho nó dễ.
15 ống bình minh xong rồi, nước cấp vào ok là xong, rò rỉ gì hết mình cấp vào. Kia đỡ bên ông thợ thì mình cũng hàn cái sắt vô thành dưới luôn rồi, cũng ngắt rồi, không lo vấn đề gì cả nữa. Máy hai lần nữa ra ạ. Đi điền qua cho nó gọn. Điền sẽ lấy từ chỗ đồng hồ này. Bên qua đây sẽ có một cái ổ cắm ngay chỗ này để cắm bơm. Bơm thì đã lắp xong ở đây rồi. Hút trực tiếp từ đồng hồ thì cục vào là xài luôn nha, không có xài qua bồn. Cái bồn ở trên là chỉ xài cho năng lượng mặt trời thôi. À, đây, hút vào xài luôn. Đây, em con điện tử nhé. Nó đang chạy nha. Giờ nó sẽ có hai kiểu bơm, một là nó đang bơm vô nhà, hai nó đang bơm lên cái bồn ở phía trên. À. Ừ. Để vô thử nước. Thử sao cái đường nó lắm đúng không? Mạnh hơn chứ cô? Hả? Có mạnh hơn nhiều không? Mạnh hơn nhiều. Quá là